Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ có một số câu trắc nghiệm kiểm tra vào buổi học thứ năm ha của môn phần học phần lịch sử Đảng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1946 là sau khi cách mạng tháng 8 thành công ha, trong vòng một năm này là. Thì đầu tiên, đến với câu thứ nhất, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc diễn tả nước ta trong thời gian nào? Đó là sau cách mạng tháng 8 năm 1945 ha. Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và bản tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946 là sự thỏa thuận giữa ai với ai? Đó là giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và thực dân Pháp. Chúng ta hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Tưởng về nước ha, và để tranh thủ cái thời gian đó để mà chuẩn bị cái cho cuộc chiến kháng chiến kiến quốc, cuộc cuộc kháng chiến lâu dài ha. Câu 3, nội dung chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25 tháng 11 năm 1946 xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là gì? Đó là củng cố bảo vệ chính quyền cách mạng. Tại vì bảo vệ chính quyền thành công thì các nhu cầu thì các nhiệm vụ khác mới được giải quyết ha. Câu 4, sau cách mạng tháng 8 thành công, trong nước ta có những yếu tố thuận lợi nào? Đó là chính quyền dân chủ, nhân dân được thành lập ha, và đảng mình đã được cầm quyền. Câu 5, sau khi ký bản hiệp định sơ bộ ngày 9 tháng 3 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị hòa để tiến. Thực dân Pháp đánh chiếm Nam Bộ vào ngày tháng nào ha? Là ngày 23 tháng 9 năm 1945. Ở đây có công viên 23 tháng 9 ở ngoài quận nhất các bạn. Câu 7, Quốc hội đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được bầu vào ngày tháng năm nào ha? Là ngày 6 tháng 1 năm 1946. Tại sao đảng ta chọn giải pháp nhân nhượng với quân Pháp? Đó là để đuổi quân Tưởng về nước ha, tranh thủ hòa hoãn, chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến tranh. Tiếp theo là đến câu 9. Trước sức ép của quân đội Tưởng, đảng ta buộc phải nhường cho tay sai của Tưởng bao nhiêu ghế trong quốc hội? Đó là 70 ghế. Câu 10. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thông qua vào ngày tháng năm nào? Đó là ngày 9 tháng 11 năm 1946. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là ngày 19 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí tự vệ Hà Nội. Tiếp theo là câu 12. Để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đảng ta đã phát động phong trào gì? Đó là phong trào tăng gia sản xuất. Đảng ta đã đề ra đường lối kháng chiến toàn diện và kháng chiến trên những mặt trận nào? Đó là quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao. Câu 15, thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam có ý nghĩa gì đối với thế giới ha? Nó sẽ làm góp phần sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Đến đây là hết những cái câu hỏi mà trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1946 ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.